Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh LVL Thịnh Lúc của mình. Hôm nay hai anh em mình lại đi rừng các bạn ạ. Thì ngay sau lưng mình đây là một cái cây dâu da rất là lớn và cũng rất nhiều quả. Thì ngay bây giờ hai anh em mình sẽ cùng lên quay cận cảnh cho các bạn cùng xem nhé. Trời nắng chói lắm, sẽ không gió được các bạn ạ. Bây giờ đang là 13 giờ nên rất nắng. Đây là một cái loại dâu da màu tím các bạn ạ. Quả còn non thôi, cũng chưa quả chưa ăn được, chưa ra. Các bạn có thể thấy quả nó từ gốc đến ngọn luôn này. Đây là một cái dâu da rừng không được chăm sóc mà mình thấy quả nhìn cũng nhiều thật đấy. Rất nhiều luôn. Giờ mình sẽ leo lên phía gốc ấy để review cận cảnh nhé. Dâu da rừng này thì quả của nó có màu tím chứ không phải quả màu vàng các bạn ạ. Đây là cái loại dâu da nó hơi khác một chút. Dâu da thì sẽ có nhiều loại. Có loại thì quả sẽ màu vàng và cái loại này thì quả màu tím, nhưng mà mình quan sát thấy thì bây giờ những cái cây quả màu vàng thì nó đã bắt đầu chín rồi. Còn cây quả màu tím này thì nó còn non lắm các bạn ạ, nó chưa thể ăn được. Cái này cái mọc tự nhiên dưới rừng, không được chăm sóc. Nhưng mà mình thấy cái lượng quả trên cây rất là nhiều. Nhiều lắm các bạn ạ. Đây. Rất là nhiều. Dâu da này thì nó mọc quả ra hoa, mọc quả từ dưới gốc luôn các bạn ạ. Ở dưới thân rất là thấp vẫn có quả. Đây. Nhiều như các bạn. Cái này đã bị hái nhiều rồi. Đây là dâu da rừng. Bóc một quả lại cho các bạn xem nhé. Này, quả còn rất non các bạn ạ, cái trong của nó còn rất non, chưa thể ăn được. Nhưng mà cái vỏ của nó thì rất là chua nhé các bạn. Khi mình nhai thử cái lớp vỏ bên ngoài này thì lớp vỏ bên ngoài này nhai thử rất là chua, và cái hạt này thì nó còn đắng lắm, nó chưa thể ăn được. Do trời nắng chói không thuận tiện cho việc quay video, mình sẽ kết thúc video ở đây các bạn ạ. Mình chỉ quay một khúc để chia sẻ đến các bạn thôi. Các bạn hãy ủng hộ mình bằng cách like video và chia sẻ cho nhiều người khác cùng xem và đăng ký kênh giúp mình nhé. Cảm ơn các bạn đã dành nhiều thời gian theo dõi video trên kênh LVL Thạch Lũ. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.